Kính chào toàn thể anh chị đã quay trở lại với Thái Học ô tô Sài Gòn. Và hôm nay Học lại mang đến cho anh chị mẫu xe Toyota Rush 2020, lăn bánh được 66.000 cây, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo anh chị. Một chủ mua mới từ đầu, mang biển số tỉnh. Xe này mang biển kiểm soát là 81A21235. Đăng kiểm thì còn khá là dài, tới tháng 4 2026. Trang bị động cơ 1.5, hộp số tự động, một chiếc xe 7 chỗ rất phù hợp cho anh chị vừa đi gia đình, vừa sử dụng dịch vụ anh chị. Với mức tiêu hao nhiên liệu của xe này khi mà anh chị đi ngoài đô thị nó chỉ rơi vào 5.8. Còn mà mình đi tổng hợp nó sẽ rơi vào 6.7, còn đi trong đô thị nó chỉ rơi vào 8.2 thôi anh chị. Một cái động cơ mà 1.5 dual VTA cho một chiếc xe 7 chỗ gầm cao như thế này. Với mức tiêu hao như vậy anh chị rất là dễ dàng để sử dụng đúng không anh chị? Và sau đây Học xin mời anh chị cùng Học đi đánh giá chi tiết qua cái sản phẩm này. Cũng như là rất là vui mừng, hôm nay Học cũng đã bán được 3 xe trong buổi sáng thứ hai đầu tuần. Học xin kính chúc cho anh chị có đầu tuần thật nhiều may mắn nè, và thật nhiều thành công trong một cái tuần mới, đạt được những mục tiêu mà anh chị đề ra ha. Sáng nay Học bán Alantra, Học đã giao rồi, Sedona 2020 máy màu trắng, máy dầu bản full, rồi Rarita 2024 thì Học cũng đã bàn giao rồi. Và tiếp tục Học sẽ giới thiệu chi tiết chiếc xe này, tí xíu nữa Học sẽ quay cái con CRV với lại con Santa Fe ở bên trong. Hai xe đó cũng là hai chiếc xe mới về hả anh chị. Rồi, để không mất nhiều thời gian của anh chị nữa, Học xin mời anh chị cùng Học đi đánh giá chi tiết cái có những cái đường dập nổi trên capo nè, những cái đường dập ngang. Toyota cố gắng làm cho chiếc xe này nó có một cái dáng rất là khỏe khoắn và rất đẹp đúng không anh chị? Có cái bộ mâm hợp kim nhôm có kích thước R17 nên là chiếc xe này anh chị thấy nó sẽ rất là cao to. Đó. Về phần đèn thì anh chị sẽ được trang bị công nghệ LED đối với đèn chiếu gần và chiếu xa, có đèn định vị ban ngày, chỉ có đèn báo rẽ cũng như là đèn gầm thì vẫn còn sử dụng nguồn sáng là halogen bóng chiếu thông thường các anh chị. Về phần ga lăng thì sẽ được sơn tĩnh điện nè, có nhiều cái nẹp ngang. Phần dưới thì sẽ được ốp bạc cũng như là ốp đen, nhìn khá là nổi trội đúng không anh chị. Đây anh chị nhìn cái phần đầu xe nè. Và chiếc xe này bên Học đang chào bán cho anh chị với mức giá chỉ có 515 triệu thôi. Là anh chị đã sở hữu được chiếc xe 7 chỗ nè, gầm cao, động cơ mới, 1.5 tiết kiệm. Và form dáng xe cực kỳ đẹp anh chị. Đó, đèn pha này cũng là đèn zin theo xe. Đây, đó công nghệ LED. Rất đẹp anh chị, còn mới tinh nè. Nước sơn cabo rồi. Này, nước sơn vè nè, ba đợt sóc phía trước nè. Xe này thì bên Học cũng đã xì ba, tút tát rồi lại cho nó đẹp rồi. Bên trong nội thất thì bên Học cũng đã diệt khuẩn, khử mùi, tách ẩm. Động cơ gầm máy thì bên Học không sử dụng chất tẩy rửa mạnh, nói chung là có rửa sơ bộ đồ lại hết rồi. Anh chị mua về là chỉ việc sử dụng thôi. Cái mâm bên đây thì cũng chưa chày, chưa sơn nha anh chị. Nó vẫn còn cái dấu son zin từ nhà sản xuất nè. Đó, rất là đẹp luôn. Bộ mâm có kích thước là R17. Đây, anh chị nhìn thấy không? Rất là mới, mọi chi tiết nó còn khá mới anh chị. Xe này vẫn có cái nẹp chân kính zin nguyên thủy theo xe nè, tay nắm cửa có nút bấm thì chắc chắn sẽ là đời startup anh chị. Tốp bi xe này thì cũng có một vài chi tiết nhắn nhá như là nẹp mạ rôm nè, dạng cửa gió tubin bền bỉ và dễ sử dụng với anh chị. Mọi chi tiết trên đây nó còn rất là đẹp. Bên trong nội thất thì bên Học làm cơ bản diệt khuẩn, khử mùi, tách ẩm rồi đó, không có lo ngại về mùi của chủ trước nè, cũng như là những con vi khuẩn ảnh hưởng đến đường hô hấp của mình đó anh chị. Khi mà mình đi xa có ông bà lớn tuổi hoặc là trẻ con đi, anh chị mua xe bên Học thì yên tâm. Đây những cái bát nắm cửa nè, những cái vật liệu kim loại của xe nè, mới tinh đó, ốc cửa chưa ra hết anh chị, mới nguyên nè. Còn phần tấp bi nè, tấp bi cửa trước bên tài cũng còn khá là mới đó anh chị, theo rất đẹp. Về phần keo chỉ xe này thì vẫn còn nguyên zin. Đó, keo chỉ cửa trước bên tài nè. Nẹp chân kính, tay nắm cửa, độ bóng của nước sơn. Khá đẹp đúng không anh chị? Toyota Rush. Về phần đầu xe cũng như là phần hông xe, cố gắng làm rất là nhiều đường dập nổi nè, để cho nó tạo thêm cái độ cứng cáp của xe anh chị. Anh chị nhìn thấy không? Rất là đẹp. Rồi hàng ghế thứ hai xe này thì cũng ngồi khá rộng rãi tương đối anh chị. Xe này có số lượng chỗ ngồi là 7 chỗ đứng. Nội thất thì ghế da phối hợp giữa hai màu nâu và đen. Trên trần thì khách đã bọc cho mình cái trần 5D rồi, có cửa gió nè. Ở dưới sàn cũng vậy, sàn thì cũng bọc sàn 5D. Và dưới cái sàn 5D nó vẫn có một cái sàn nỉ anh chị. Đó. Cơ bản đầy đủ rồi anh chị. Xe này thì anh chị mua về sử dụng vừa gia đình vừa dịch vụ vẫn được, ok. Vì mức tiêu hao nhiên liệu này nó khá ổn anh chị. Một mẫu xe 7 chỗ đa dụng.
Rồi mình sẽ đi về cái phom dán ở góc phía sau bên phải nha anh chị. Đây góc phía sau bên phải nè, anh chị nhìn theo phom dán xe cũng khá đẹp, nó nhờ nhiều những cái đường dập nổi nè, cũng như những cái ốp body á xung quanh xe nè, rồi cộng thêm nữa cái mâm nó là mâm to, mâm 17 á, nên là anh chị nhìn thấy cái phom xe này nó khá là thể thao, mặc dù nó là chiếc xe 7 chỗ dạng phổ thông. Còn về đèn lái cũng như là đèn hậu, mọi chi tiết nó còn mới nguyên nè anh chị, mới tinh nè. Đó, xe 2020 mà sử dụng mới có 4 năm, đi chỉ mới 66.000 cây thôi, nên là mọi chi tiết nó còn khá là đẹp. Ở xe này bên Học chào bán cho anh chị với mức giá có 515 triệu. Trước đây Học về con màu nâu cũng là 2020, rồi Học lại tiếp tục về con màu đỏ 2019 Học bán, rồi lại tiếp tục về thêm một con màu đỏ nữa, ba con màu đỏ anh chị. 2020 con kia thì đi 71.000 Học cũng đã bán rồi, Học xe đó Học cũng chưa quay clip. Ở bên Học thì có Thảo Dung đồ này nọ, anh em quay đều clip hơn. Đó, mấy đứa nó bán nè. Hôm nay Học lại có cơ hội quay con xe này gửi đến cho anh chị. Đó. Để cho anh chị ngắm nghía qua phom dán xe ha anh chị. Học thấy với lanh quanh hơn 500 triệu đồng xíu mà anh chị mua được chiếc xe 7 chỗ có cái phom dán như vậy thì cũng khá là ok đúng không anh chị? Được cái mác nhập khẩu nữa. Nói chung là xe Toyota thì nó rất là bền, không cần thiết phải nhập khẩu đâu. Nhưng mà do giới thiệu về xe thì là xe này là nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, nên là Học sẽ khoe với anh chị. Còn về chất lượng thì nói về Toyota là không cần phải bàn anh chị ơi. Đó. Nội thất rồi là mới tinh hết à. Mọi chi tiết mới nguyên à. Đó, keo chỉ nè. À quên đó, cái xe này nước sơn cốp vẫn còn zin nha anh chị. Chưa có sơn, sơn cốp. Ốc cốp chưa ra nè. Đó. Rất đẹp đúng không anh chị? Ô tô giờ rẻ rề. Chỉ với 500 triệu mà mình mua được chiếc xe đời tới 2020, năm nay 2024 thì cũng còn khá cao đúng không anh chị? Đó. Mới hết bảo hành năm ngoái. Đây. Mọi chi tiết trên xe nó còn khá là mới, khá là tương tắc. Mà xe Toyota nói về option thì sẽ không bằng những cái đối thủ cùng phân khúc anh chị. Tuy nhiên nó thiết kế cũng khá là vừa vặn. Cái ghế theo mòn theo năm tháng. Ở cái này nó mòn do là những cái nút quần anh chị. Nhiều khi cái mặt khách mặc quần jean nó có những cái túi ở phía sau nó làm chạy xước cái này nè. Cái này anh chị đến xem xe sẽ thương lượng giá. Rồi thí dụ giống như anh chị mà khó tính thì Học sẽ làm lại cái này. Cái này cũng đơn giản, thay hai miếng này vẫn được nha anh chị. Rồi, còn phần vô lăng cũng như là càng số thì vẫn còn nguyên thủy và còn rất đẹp. Ở đây, càng số xe nè, đời startup, hệ thống lạnh tự động. Xe này có trang bị luôn cái camera lùi, zin đeo xe. Đó, đồng hồ nè anh chị, đồng hồ đi 66.000. Sẵn tiện đây Học xin mời anh chị cùng Học đi ra cái khoang động cơ để chúng ta kiểm tra qua chất lượng của khoang động cơ nha anh chị. Xe rất đẹp, những cái đường dập lặn dập nổi của xe mới tinh nè. Rồi mời anh chị lại khoan động cơ kiểm tra với Học nha. Đây anh chị, những cái đường ống nước nè, nắp dàn cò đâu nè. Động cơ này là động cơ mới dual VTI, khung xe đồ vè đồ còn nguyên anh chị. Đó, mọi chi tiết còn mới tinh. Ốc cabo chưa ra, keo chỉ zin. Rất là mới. Dạ rồi, mình đi lại một vòng nữa nha anh chị. Toyota Cross 2020 đi được 66.000 cây, một chủ mua mới mang biển tỉnh. Động cơ 1.5 hộp số tự động 4 cấp, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. 7 chỗ gầm cao này, có một cái thiết kế rất là đẹp. Xe này hôm nay anh em Học đang chào bán cho anh chị với mức giá chỉ có 515 triệu thôi. Xe bên Học thì cam kết với anh chị không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số còn nguyên thủy. Bên Học có cấp giấy chứng nhận chất lượng, anh chị có thể là nhờ anh em thầy thợ lâu năm làm nghề bên thứ ba đến kiểm tra chất test thoải mái nha anh chị. Nói chung là bên thứ ba ở đâu cũng được. Đó, đến kiểm tra xe về chất lượng bên Học miêu tả ha. Rồi Học xin kết thúc video tại đây. Mong là anh chị nào đang có nhu cầu đổi từ 4 chỗ lên 7 chỗ nè, hoặc là bán xe của mình đó, nhớ liên hệ với Học. Học đang cần thu mua xe
toàn quốc nè, định giá miễn phí, xem xe tận nơi. Rồi, học sinh kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Học sinh chào và xin hẹn gặp lại.